Tôi là sếp. Ôi! Một cái cây ATM ở Cần Thơ đưa dư tiền cho người ta tới 240 triệu lận. Sếp muốn cử em xuống đó để lấy tiền về lại cho công ty. Vũ đi phụ em. Hashtag khiêm tốn. Chỉ có vậy thôi. Đơn giản như ăn nhãn. Cao. Thế đi mẹ. Cao Tấn Phát. Mày làm gì vậy? Mày Cao. Mày Giao. Ừ, dân Cần Thơ mày Giao kìa. Bà Nguyễn Thị Phi Vân. Ồ, giỏi, thương. Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Chết. Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp.